Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tin sét đánh ngang tai, hàn the, ốt sừng, gừng sĩ, đừng vội mừng, bác Tô Lâm đã lên tiếng, thoát sao nổi, lật lại hết vụ án. Kính thưa quý vị thân mến, tất cả các quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân, cán bộ, đảng viên được đảng, nhà nước giao đại diện cho người dân thực thi một số quyền lực của nhà nước. Bài học xương máu mà đảng ta đã rút ra là phải dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, lấy dân làm gốc, lấy lòng tin của nhân dân là thước đo chủ yếu trong công tác xây dựng. Bảo vệ là tất cả các quyền lực của nhà nước thì đều thuộc về nhân dân. Cán bộ, đảng viên được đảng, nhà nước giao đại diện cho nhân dân thực thi một số quyền lực của nhà nước. Bài học xương máu mà đảng ta đã rút ra là phải dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, lấy dân làm gốc, lấy lòng tin của nhân dân là thước đo chủ yếu. Thầy tớ nó đi lát đa, chả còn ông xa ga đỡ tộc. Thầy tớ thì ở nhà lầu, chả còn ông chủ giấy trọng che mưa. Thầy tớ nhậu nhẹt say xưa, chả còn ông chủ rau dưa qua ngày. Sơn hà xã tắc ngày nay, thầy tớ chúng nó đã lột thảy lễ đời, chung tay che cả bầu trời, là lũ thao hóa đang ngồi ngôi cao. Khi áo đàng Trung Quốc vào cơm dân, không một ngày nào chúng quyền, quy trình đã tạo dựng nên, một lũ ngồi tróc ăn trên dân cày. Tác giả của đại họ này là gió nhất phẩm quân thành sinh ra, chúng tàn phá nước non nhà còn hơn Covid đại trà ngày nay. Tác hại của đại dịch này nguy hơn Covid thời nay rất nhiều, vô cùng đa dạng đa chiều, bộ nào thấy cũng đủ kiểu xấu xa, đủ các thể loại quan tà, ngành nào chúng cũng lục ra được tiền. Vì chúng nắm giữ ủy quyền, vài ba chữ ký có tiền chia nhau, quốc Việt là cái sân sau, kết bè kết phái cùng nhau chia lực. Kit test Việt Á ra đời, làm cho vài chục triệu người lao đao, giá thành chúng nó bán quá cao, dân tình mất việc làm sao có tiền, người dân không thể nào quên, khóa học y tế dựng lên chuyện này, và quân y học viện chung tay gây nên tội ác lớn mạnh cho dân. Bọn người tha hóa bất nhân, vì tiền mà hại cả dân tộc mình. Thầy tú đội lốt thành tinh, lòng tham đánh mất cả nhân tính người. Thế nhưng trong thế giới ngầm, làm sao có được 10 phân vẹn 10, có nhiều kẻ mất tính người, đó là những kẻ suy đồi bất nhân. Chúng làm việc chẳng vì dân, chỉ lo trục lợi bản thân cho mình. Đó là những kẻ núp lùm, ẩn mình trong đội ngũ ngành công an. Lúc anh núp bóng làm càn, dạy vây cho bọn bị can lục lừa, bầy đàn một lũ cũng hùa, ăn chặn từ thiện thiên tiền chùa dân. Bọn vô lại quá bất nhân, một lũ ăn bẩn lừa dân khôn cùng. Trong vụ cứu trợ miền Trung, khiến trời đất bất dung chúng mày, tiền cứu trợ cho dân, cảnh chúng mày ăn chặn, đóng đầy hồng bao đạo đức của các ngôi sao. Thật là dơ giấy, nói sao hết lời, kinh doanh từ thiện lâu rồi, sáng rau, tốt đỉnh, một thời lập danh, giờ đã lộ rõ ngọn ngành, chúng chỉ là lũ lưu manh đê hèn, sống thì chỉ biết bon chen, lại hay đố kỵ, ghét ghen với đời, ăn chặn quá rõ ràng rồi, nhưng sao lại thoát lưới trời bủa vây, hay có khuất tất gì đây, vài tỷ bạc trong sạch ngay tức thì, người dân thấy thật lạ kỳ, quan tà tha hóa có gì lạ đâu, bị can là cái sân sau, Việt Nam đồng đã đứng đầu bảo kê, xua tan tất cả nhiều khê, tiên tỷ chả kẻ nào chê bao giờ, đây không phải chuyện bất ngờ của lũ tha hóa chờ một bị can, là tiền lệ của gian san, nhiều kẻ đã lộ nguyên hình gian manh, sâu làm hỏng mất nồi canh, gây nhiều tai tiếng trong ngành công an. Chúng hùa theo bọn tà gian nên đã bán rẻ lương tâm vì tiền, chúng luôn cậy chức cậy quyền, ngăn cản nhũng nhiễu làm phiền người dân. Khi thần tài đã tới gần, cán cân công lý trung cần làm chi, công lý được lợi lộc gì, thần tài đã dẫn chúng đi đúng đường,
thần tài sức mạnh phi thường, nó là đại đế quan trường ngày nay, thị trường kinh tế thời nay, vì tiền chúng vẫn thường thay đổi lòng, quên đi lợi ích non sông để cho Nam Việt, Nam Đồng sinh ra, một lũ sâu mọt nước nhà, gương chiếu yêu đã soi ra bọn này, thiên la địa võng răng đầy, chúng mày sao thoát lưới vây của trời. Thưa quý vị thân mến, lời phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm rất chuẩn, lấy dân làm gốc. Những sự kiện drama của cô Nguyễn Phương Hằng tới nay đã hơn một năm mà vẫn chưa được khép lại và cộng đồng vẫn đang còn dậy sóng về vụ việc đã xảy ra và mong ông trực tiếp chỉ đạo sát sao và có câu trả lời đúng với nguyện vọng của cộng đồng mạng đang mong đợi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bà Hằng bị bắt không nên là tin vui cho bất kỳ một ai. Bà Hằng sai, bà có tội thì xử chẳng ai nói gì, vì cả pháp luật là pháp luật, không ngoại trừ một ai. Bà Hằng nói quá nhiều việc nên nói hớ nói sai, đụng chạm này kia là một chuyện dễ hiểu, khó hiểu là nghiêm khắc với bà Hằng, nhưng lại quá dễ dãi với đám nghệ sĩ, trong khi bọn nó nhiều lần xem thường khán giả, xem thường pháp luật, thế lực nào chống lưng nghệ sĩ, chắc chắn có mưu xấu với đất nước này, chính quyền này. Nhưng những cảnh người dân miền Trung đội nắng vỡ đầu đi nhận áo phao mì gói cứu trợ lũ lụt là có thật, người bị bệnh hiểm nghèo bị lừa đảo là thật. Bà Hằng không tố giác thì 14 tỷ kia mãi mãi sẽ không bao giờ đến được với tay người dân miền Trung. Theo đà này thì các nhóm nghệ sĩ ít tài nhiều tật sẽ cứ vô tư chỉ khán giả, ngang nhiên lừa đảo và hành hung khán giả, vì tất cả đều bị cơ quan điều tra bỏ qua vì không có bằng chứng. Thưa quý vị, rất nhiều câu hỏi và comment để lại của quý vị độc giả thắc mắc rằng tại sao YouTuber dơ, lươn trạch họ cũng bôi nhọ, xuyên tạc cô Hằng, vu khống, đánh phá Đại Nam liên tục. Nếu mà bắt cô Hằng thì cũng phải bắt luôn tụi nó chứ. Pháp luật phải công bằng, mọi công dân đều phải được bình đẳng trước pháp luật. Tụi nghệ sĩ có khuất tất tiền từ thiện, thuế, thu nhập cá nhân, sao không công khai minh bạch? Võ Hoàng Yên lừa đảo chữa bệnh làm chết người, tội ác rành rành tồn tại tận 14 năm, làm nhà báo bẩn hai mặt, sao pháp luật không xử lý, để lòng dân dậy sóng. Lỗi của chị Hằng là chữ vi ố cũng chữ lại chị chứ có hiền đâu, lại còn lên tiếng, thì cô Hằng trước mà, không có lửa làm sao có khói, vi phạm này của cô Hằng đâu có nghiêm trọng gì đâu, đâu có làm hại đến quyền lợi tính mạng người dân nghèo, không xâm hại đến an ninh quốc gia, hơn nữa tấm lòng làm từ thiện của cô ấy rất bao la và đáng ngưỡng mộ khâm phục, tinh thần yêu nước của cô ấy cũng đáng cho tôi học hỏi chính trị ấy, đã đánh thức lòng yêu nước trong tôi, yêu nước bằng cách hỗ trợ nhà nước bằng nhà máy oxy, hỗ trợ đất nước Việt Nam kiên cường chống dịch và rất nhiều việc thiện nguyện để đời mà không thể kể hết ra đây. Và tôi và quý vị cũng hiểu là công thì ra công mà tội thì ra tội, nhưng Đại Nam đã đóng góp cho đất nước như một nguồn thuế khổng lồ, giải quyết lượng lớn lao động thất nghiệp, giúp giảm gánh nặng tội phạm của xã hội. Khu du lịch Đại Nam góp phần quảng bá văn hóa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, là một khu du lịch nổi tiếng Đông Nam Á, cùng với vô số công cuộc thiện nguyện có ý nghĩa giúp ích cho người dân, giúp ích cho đất nước xã hội. Vì vậy, những cống hiến của Đại Nam cho đất nước, cho người dân là rất lớn. Người dân chúng tôi biết ơn và cảm kích về những gì Đại Nam đã và đang làm. Cô Hằng đúng là người yêu nước, thương dân, rất đáng ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng về phần tội của cô ấy cũng rất nhỏ. Cô ấy cũng đã bị phe đối lập chỉ bới bôi nhọ, vu khống, chống phá rất nhiều. Đúng là tứ bề thọ địch, cộng với cơ quan chức năng để kết luận sai phạm của bọn gương sĩ Võ Hoàng Yên không thuyết phục và chính quyền chậm xử lý nhà báo bẩn ngày đêm chống phá Đại Nam. Nếu là tôi là trí thức cũng không còn trẻ nữa, chắc phải tức giận tột cùng, căm phẫn tột cùng mà sẽ chửi lại, phản pháo lại trong tâm trạng bức xúc tột cùng. Chị Hằng cũng là con người bằng xương bằng thịt, tôi là trí thức mà còn không giữ được bình tĩnh trước những tình huống như vậy. Nói chị Hằng không hẳn lại là trí thức, lại thẳng tính, nóng nảy nên trong lúc bức xúc, thiếu bình tĩnh, thiếu kiềm chế, tiết chế cảm xúc và lời nói, đã phát ngôn đi quá xa. Tuy vậy, tội chị ấy cũng không đáng bị bắt và khởi tố vì tội 331. Đàn bà chửi với nhau, bôi nhọ làm nhục qua lại lẫn nhau, đâu phải tự nhiên mà cô Hằng nhiều lần kêu tên Vi Ố ra chửi, Vi Ố cũng đâu có vừa, đã khai chiến trước cũng bôi nhọ, làm nhục cô Hằng trên cộng đồng. Vậy nếu có tội thì cả hai cũng phải có tội chứ. Mong các cơ quan chức năng và các bác lãnh đạo miền Bắc, đồng bào miền Bắc hãy giúp đồng bào miền Nam chúng tôi với, giúp người dân miền Nam đem sự thật ra ánh sáng, xét xử công bằng đúng người đúng tội. Đây là một bài viết của cựu chiến binh miền Nam gửi lên các bác tại Trung ương xem xét. Và thưa quý vị thân mến, sai phạt, bị phạt chúng ta không bàn cãi, nhưng việc làm đúng cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan và
công tâm, qua drama này, cô Hằng cũng đã lột ra rất nhiều những góc khuất trong xã hội này. Đây cũng là một điều đáng được tuyên dương. Và vừa rồi cũng là những phần tin mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp.